Kính chào quý vị và các đồng chí. Chương mục biên phòng toàn dân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay là phóng sự thắm tình hữu nghị Việt Lào trên biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp theo chương trình là phóng sự chung sức đồng lòng cùng nhân dân vùng biên, phản ánh những hoạt động cụ thể của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thời gian qua. Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị và các đồng chí, tỉnh Thừa Thiên Huế có đường biên giới dài hơn 80 km, giáp với hai tỉnh Salavan và Sekong nước bạn Lào. Trong thời gian vừa qua, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà cửu long. Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, thắt chặt mối đoàn kết hữu nghị thắm thiết, nghĩa tình giữa hai bên biên giới. Không những phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn giúp đỡ chăm lo đời sống vật chất tinh thần bằng cả tấm lòng của hai nước anh em. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực đã làm sáng đẹp thêm tình hữu nghị truyền thống thủy chung của hai nước Việt Nam, Lào. Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và đại đội bảo vệ biên giới 531, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thường xuyên thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, nhận thấy đơn vị bạn đóng quân trên địa bàn khắc nghiệt, đặc biệt việc bảo đảm nguồn nước sạch gặp khó khăn, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng giúp đỡ tặng bạn công trình nước sạch với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Bên quan điểm giúp bạn là giúp mình thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có cái chủ trương và có cái hỗ trợ về việc đầu tư nguồn kinh phí trực tiếp xây dựng công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho lực lượng bảo vệ biên giới 531. Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh là đơn vị chủ đầu tư, lực lượng tham gia trực tiếp thi công là chủ yếu là lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn từ các đơn vị để tham gia trực tiếp giúp bạn xây dựng, và công trình này dự kiến sẽ bàn giao và khánh thành trước kỷ niệm thiết lập quan hệ của ngoại giao Việt Nam Lào. Thời gian qua, công tác phối hợp tuần tra của lực lượng biên phòng hai nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế luôn được thực hiện nghiêm túc. Đường biên mốc quốc giới được giữ vững, bảo đảm nguyên vẹn. Bên cạnh đó là phối hợp nắm địa bàn, cung cấp thông tin và đấu tranh các loại tội phạm trên tuyến biên giới như vượt biên trái phép, tội phạm ma túy, vận chuyển buôn bán động vật hoang dã, lâm sản, được hai bên phối hợp kết hợp chặt chẽ. Trong thời gian qua, phía chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp kết hợp tuần tra song phương với đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt. Đợt này, tôi được làm đội trưởng đội kiểm tra song phương phối kết hợp với đội tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt tiến hành tuần tra khu vực biên giới. Công việc chúng tôi tiến hành tuần tra khu vực biên giới đường biên cột mốc. Qua tuần tra song phương, kiểm tra thì đường biên mốc giới ổn định, không phát hiện hành vi vi phạm quy chế biên giới. Với phương châm giúp bạn là tự giúp mình, những năm qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt nói riêng đã thiết thực giúp các bạn gần biên giới của nước bạn ổn định đời sống. Không những thường xuyên thăm hỏi đi lại mà còn hỗ trợ nhiều vật chất thiết thực như xây dựng công trình nước sạch, trường học, tặng quà, chữa bệnh và còn tặng cây, con giống cho người dân phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã giúp đỡ hỗ trợ đơn vị chúng tôi rất nhiều, đặc biệt là thời gian dịch bệnh COVID-19 đã hỗ trợ đơn vị chúng tôi lương thực, thực phẩm, thuốc men, khám bệnh và cấp phát thuốc cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Ngoài ra, còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân ở khu vực biên giới tiếp giáp với biên giới của chúng tôi, tạo điều kiện thuận lợi cho số nhân dân đau ốm đi lại để khám bệnh. Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt cho đại đội bảo vệ biên giới 531 là công trình đối ngoại mà tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cho lực lượng tuyến đầu trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Khi công trình đưa vào sử dụng, sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ chiến sĩ đại đội bảo vệ biên giới 531. Đồng thời, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào. Thời gian qua, chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng biên giới phối hợp với phía bạn đã trực tiếp cử lực lượng cũng như là trang thiết bị hỗ trợ giúp cho bạn trong những năm qua.
Trong thời gian dịch thì chúng tôi cũng đã tham mưu và cho tỉnh cũng như cơ quan đơn vị đã quyên góp trong cán bộ chiến sĩ hỗ trợ phía bạn gần 1.500 xuất quà trị giá khoảng 350 triệu đồng và nhiều cơ sở vật chất khác. Đồng thời hiện nay chúng tôi cũng đang thực hiện chủ trương của Ủy ban tỉnh là xây dựng cái cho đại đội 531 một cái công trình nước sạch và nhà ở trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra chúng tôi đã cử cái lực lượng và thực hiện các cái chương trình hành động để phối hợp phía bạn cũng như là phối hợp với Viện A Lưới để giúp đỡ phía bạn. Chúng tôi đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và thực hiện tốt cái nhiệm vụ đối ngoại, góp phần xây dựng cái biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam Lào có chung dải Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung một dòng nước sông Mekong, tương đồng về văn hóa, gắn bó lâu đời. Mỗi quan hệ đó đã được thử lửa qua gian khó, qua chiến tranh, càng sắc son bền chặt gắn bó keo sơn. Ngày nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ, biên phòng hai nước phát huy truyền thống tăng cường đoàn kết, bền vững, phát triển đúng như lời Hoàng thân Supha Nu Vong đã khẳng định. Tình hữu nghị Lào-Việt Nam, cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngạt thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Thưa quý vị và đồng chí, sau 3 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc đẩy mạnh vận động nhân dân khu vực biên giới, hải đảo, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc giai đoạn 2019-2025. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế cho bà con đồng bào dân tộc các vùng biên giới. Để giúp các hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên vươn lên xóa đói giảm nghèo, năm 2019, Hội Nông dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ 26 con bò giống cho 26 hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã A Roàng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 3,3 triệu đồng để làm chuồng và trồng cỏ cho bò ăn. Sau hơn 3 năm thực hiện mô hình giảm nghèo sinh trưởng và phát triển nuôi bò sinh sản, đến nay, đàn bò của các hộ gia đình trên địa bàn xã A Roàng đang phát triển rất tốt. Có 31 con bê được sinh ra, nâng tổng số đàn bò lên tới 57 con. Trong đó, hộ gia đình anh Hồ Văn Hỏi là một điển hình trong nỗ lực chăn nuôi và phát triển đàn bò. Từ 2019, Bộ đội Biên phòng và cả Hội Nông dân tỉnh trợ cấp được hộ nghèo cho gia đình chúng tôi. Cùng đến 2022 cũng được phát triển được 3 con bò. Cùng để sau này cùng phát triển thêm kinh tế. Để giúp các hộ gia đình nắm rõ kỹ thuật chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho đàn bò, Hội Nông dân huyện A Lưới phối hợp với cán bộ đồn biên phòng Hương Nguyên còn giúp người dân làm chuồng trại, trồng cỏ, làm thức ăn cho bò, tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng bò, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh, cách giữ ẩm cho bò khi mùa mưa rét. Bên cạnh đó, cán bộ địa bàn đồn biên phòng Hương Nguyên cùng với địa phương thường xuyên xuống cơ sở, bám địa bàn, đến từng hộ nhân dân tuyên truyền, hướng dẫn bà con tích cực chăn nuôi phát triển kinh tế. Như vậy, tính đến thời điểm 2019, từ 26 con bò, mỗi chỉ đến qua thời điểm đến thời điểm hiện tại thì đã tăng hơn gấp đôi, cụ thể là đến 57 con bò. Đặc biệt là có một cái hộ là từ một con bò sinh sản mà được có 3 con bê. Như vậy là trong chuồng hiện nay là cũng có 4 con bò. Và trong quá trình thì chúng tôi cũng phối hợp với Bộ đội Biên phòng cũng như ở địa phương triển khai rất là chặt chẽ, đặc biệt là công tác kiểm tra thường xuyên giữa hai ngành, kể cả Bộ đội Biên phòng ở địa bàn ở đây, các đồn biên phòng cùng với Hội Nông dân. Cho nên là cái việc bà con là phải nói trong thời gian vừa qua là cái dự án này rất là thành công, rất là đặc biệt và cũng đã góp phần nào cho công tác giảm nghèo ở địa bàn của huyện A Lưới. Qua 3 năm thực hiện chương trình phối hợp, Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chủ động sáng tạo triển khai chương trình phối hợp giữa cán bộ, hội viên và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.
trong đó tích cực là xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tham gia giữ vững an ninh biên giới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội nông dân khu vực biên giới, ven biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, cũng như tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Tôi cũng đánh giá rất là cao và cái sự phối kết hợp giữa hội nông dân tỉnh, chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh trong cái thực hiện chương trình của hội nông dân Việt Nam và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, các đồng chí đã thực hiện rất có hiệu quả trong cái việc thực hiện các cái chương trình xóa đói giảm nghèo, thực hiện rất tốt về cái chính sách hỗ trợ nông dân, chương trình xóa đói giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới và hải đảo, và qua đó cũng đã gắn kết được cái tình cảm gắn kết, được sự gắn bó giữa các hộ gia đình trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt cộng đồng, và cũng tạo cái tinh thần đoàn kết quân dân, chia sẻ giúp đỡ nhau, giảm nghèo bền vững và gắn với củng cố bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Những kết quả phối hợp tuyên truyền đã đạt được trong thời gian vừa qua giữa hội nông dân các cấp và biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có tác dụng động viên tích cực những tấm gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất chăn nuôi ở các xã vùng biên giới, từ đó nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới biển đảo. Điều đó khẳng định dự án mô hình nuôi bò sinh sản tại địa phương đã đem lại kết quả và nhiều hứa hẹn thành công trong thời gian tiếp theo. Từ Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại ở chương mục này tháng sau.